Among the mist, I'll be waking up to the sunshine. Among the mist, I'll be waking up. And I wake up, come to conclusion, life's a confusion. We all are assuming that we are consuming the best of the world, top of the line. Product sloppy rappers, the property mice. Life in uncut gem, hard to define. Gamble free, how we all be on the grind. Skill mind như wasabi vẫn vèo. Trong veo như Bacardi, tụi nó còn nghĩ ngợi. Trong khi anh đã vẽ vời, đã từng đưa một nửa đàn ma Takahashi. Sao nghe ngu si qua đi tập nào. Anh Cam cũng rap như finale ngoài hàng rào. Họ gặp rú như Subilami, flow như tsunami, đau thương như Swati. Baby please, nguyên cơ nào mà cho lại ngay hàng mi. Tôi cần em cần tôi đừng đi. Lâm đâm ấm ỉ nghe con tim như thầm thì. Tiếng la rì rầm xa xa. Rì rầm xa xa. Nhiều khi tôi muốn rap cho vui, rap cho tôi. Viết được mấy bài xong thu tới thu lui. Mà chắc do tôi có mặt như đôi. Sống chưa kịp hết mà lại chết đi cho rồi. Sống nhăn, sống căng còn ra thêm một đống băng. Đừng trách tại sao đường đời không phẳng. Không ngờ vực nhiều pha mình lại sống thẳng. Hay mình nhảy qua dây tóc phát sáng dây một phương trình này ra. Không chừng một cánh và mình bay. Không cần xúc tác và mình say một cảm giác khó trình bày. Tiếng la rì rầm xa xa. Oh, oh. Tiếng la rì rầm. Tôi muốn biết được là tôi chơi âm nhạc hay âm nhạc chơi tôi. Kiếm canh cờ kẹt và canh bạc hơn xôi. Đấy quần thùng anh cần đóng cho đầy tôi. Đủ rồi đừng thêm nữa anh thấy nó hay rồi. Thấy nó đợi mùi, thấy nó thành hình. Thấy hết đường lùi nên đành bước tiếp hành trình. Thấy có nhiều lần anh cần tiếng nói thật tình. Anh đành biến nốt nhạc nằm trên giấy đó thành mình. I gotta be good. Or should I be me? Gotta be good. Or should I be? Or should I be? Thank you.
sáng tinh mơ giờ còn đang ngáo ngờ khi một tin nhắn đến bất ngờ. 6:25 giờ tâm gì ngay bây giờ ngoài comeback với giấc mơ. Sáng tinh mơ còn đang ngáo ngờ khi một tin nhắn đến bất ngờ. 6:25 bận tâm gì ngay bây giờ ngoài comeback với giấc mơ. Đi cà phê, do you want to đi cà phê? Ok, let's go, đi cà phê tới ngay bây giờ, tới ngay bây giờ. Ok, đi cà phê, phóng xe ra đường, đi cà phê, dắt xe lên lề, đi cà phê tới ngay bây giờ, đi cà phê. Come on, come on, đi cà phê mẹ, khi Sài Gòn còn đầy mê. Say trong giấc nồng hay chất giọng toàn tàng lê. Kế bên kia đường là một ổ kem pate. Cho tụi mày biết có nhiều điều còn làm ta phê hơn là với một điều chúc mừng 420. Cà phê gần ngay nhà tôi, thôi mình đi Nico. Làm quen thật quen từng con đường mình say mà không cần mê. Fuck a deal, you are this more to do with 15 grand. Create something better, yet debate something. Tin những gì mình nói đã thức được nhiều điều hay trong mình. Thế giới bao la đâu như là mình thấy trong hình. Part of the picture, nghe cũng thích ha. Xác định chưa bữa nào là bữa nào. Bố cho mày 5 phút, anh em mày đang đứng đây chưa cửa rào. Má thề, cà phê mày làm thế ghê. Chạy từ điều muốn xúc bắp dễ. Phi tới nơi cái tuần là dễ. Come on, come on, đi cà phê. Do you want to đi cà phê? Ok, let's go, đi cà phê tới ngay bây giờ, tới ngay bây giờ. Come on, đi cà phê, dắt xe ra đường, đi cà phê, phóng xe lên lề, đi cà phê tới ngay bây giờ, đi cà phê. Come on, come on, hey. Ông chủ lấy giùm ly nước ngọt, khách gọi nước ngọt. Đủ mày đứng dậy bước lẹ lướt gọn, nhìn về trước mặt nhập sức lập tức chọn lẹ. 1 phút 30 giây tao muốn thấy nó gọn ghẽ, đừng để nói lời khó nghe thiệt. Mỗi sáng tao thiền cầu tụi bay mạnh khỏe. Đủ mẹ bớt tốn tao tiền, tao thương tụi mày không cất ra thành tiếng. Cậu cất trong tụi khiến cho ngày lành linh thiêng. Mình bớt giận bố già bớt giận, đợt rồi mấy đợt ông nóng lạnh bớt chợt lại làm quá rồi. Sắc mặt tái nhợt từ hồi bất thành tái hợp, ăn trái đắng thay cơm chứ gì. Mày là thằng nó nhỏ lớn nhất hành tinh này, thì bỏ đi giùm một cái đi, coi như thằng anh này xin mày. Ông chủ ơi thôi bớt nóng, thằng nhóc nó bước làm tính bậy. Thằng anh này không tôi ấy nấy, ông chủ anh niệm tình nương nói là nước ngọt, khách gọi nước ngọt. Đụng mày biến lẹ thoát tầm cái thước giò người ta. Tao mắc nợ mấy ông thần nước ngọt, thôi đi check giùm coi còn mấy thùng nước ngọt. Chết hết rồi, không còn nước ngọt, ông chủ ơi chết rồi. Khách gọi nước ngọt mà hôm nay tết rồi, mấy tiệm nước ngọt nó nghỉ hết rồi. Thôi ông mày uống nước suối đã. Hey ơi, giờ tiệm em không còn Coca, giờ tiệm em không còn Fanta, giờ tiệm em không còn Pepsi, không còn gì. Hey ơi, giờ tiệm em không còn Revive, giờ tiệm em không còn Sprite, giờ tiệm em không còn Sassy, không còn gì. Ây da, xin lỗi nha, xin lỗi nha, mấy thằng nhóc nó không biết điều. Cô người lớn cô đừng có dỗi nha, mà ngồi yên. Một lon soda, hai tẩy, tới đây liền. Cho cô giải khát khát họ rôi chảy nơi dây chuyền. Ê, bớt ngó, bước vô buồn rồi lấy là liền. Trong tủ lạnh bên hông tủ kiến có lon xách xì tôi để ra riêng. Nhớ lấy giùm ly đá, xin đừng đi lâu quá. Lẹ lên giùm một xíu cho có cũng được một phiếu trong mắt người tao. Đi trong bực nhọc, tao muốn ông thấy được là tao đi trong cực nhọc. Cha già hạnh dịch nhiều khi tao thiệt độc. Mắm muối nhiều người khen tao miệng độc. Đừng để tao trụ nha. Ê, ê, có cái gì đó ở ngay sau tủ. Bàn tay lai lái mới bấy nhiêu đây sao đủ. Lập lè mà loáng loáng nên được bóng đêm bao phủ. Chính là nó rồi, chìa khóa sơ cua tủ. Nước ngọt cá lội nước ngọt. Nước ngọt cá lội nước ngọt. Trước mặt thấy một bước ngoặt. Bơi ra biển lớn, bơi ra biển lớn. Nước ngọt em thà uống và ăn một chai nữa. Hơn là uống Henny đi hai cửa. Cơ hội đó em có thừa. Mấy thằng nhóc đánh em đẻ cho một đứa. Thôi bớt giận, cô hai bớt giận. Em nói thiệt chứ đâu có nói giỡn. Em chỉ mong là anh hứa
đừng có nghĩ tới em nữa. Nước ngọt, ông chủ ơi, nước ngọt tới thì lẹ chân lẹ tay, đừng để nước ngọt đợi. Còn thằng nhỏ vô trong lấy giùm tao cái thiệp mời, khi mà tao tới nơi là hai thằng xong xuôi khóa cửa đi về. Không hề lề mề về tao bước vô trong, đúng như lời ổng, và tao thấy cái thiệp hồng đứng canh kỹ đàn ông vừa đi khỏi cổng, là anh em mình thanh lý tất cả mọi thứ ở trong phòng. Dắt chiếc két sắt mà còn giữ cái két sắt. Ê mà thôi tôi nghĩ lại, coi như mày nể mặt. Nể mặt còn cặt nè, quá trễ rồi, cây bén rễ rồi. Cầm chìa khóa mở tủ lấy cái cà vẹt. Ôi thôi. Easy, chen chu chen anh thấy cũng easy. Em ơi trong ly này không còn tí gì. Ngày vui mà anh muốn thấy nó thi vậy, không có nghi kỵ thêm ly. Em bước xuống lệ đường được bác trai dẫn bước. Hôm nay nhìn em tươi hơn ngày thường. Thiệt, việc này khó hơn tưởng tượng. Dù tiệc cưới người con gái anh còn thương. Hết ga trên đường về nhà, xa ghê, dù không hề rề ra. Thực ra anh cứ đi vòng 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 đầu óc anh, quay mong 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 anh biết chứ. Đâu thể nào vậy hoài, chuyện quá khứ đâu thể làm ngày dài này trôi đi. Nhanh hơn con tim anh. Lên cơn khi thấy nước ngọt còn đang đầy ngoài thềm. Mấy thằng nhóc này ăn đòn thì mềm thay. Bất chợt thấy nét mặt trắng bệch, thấy chiếc xe SH, thấy thằng nhỏ leo lên. Nước ngọt về một đống, còn phải dắt xe ra đằng trước để trông cho nó rộng. Mà xong chủ về sớm giữ đám cưới vui không. Hôm bữa con thấy cái tên quen quen trên tấm thiệp hồng. Quần mất dạy, coi như tao thất bại. Nuôi ông tay áo mà cứ tưởng ruột ra chân tay. Cút xéo, đừng có tưởng tao thương hại. Tao còn định tính cho tụi quay con đường tương lai. Bớt giận, ông chủ bớt giận, lại làm quá rồi. Để sắc mặt tái nhợt thôi bớt xỉn. Bố già bất tỉnh. Ê nói gì đi chứ, đừng có giả bộ làm thinh. Ê tao kiếm được rồi, cà vẹt đồng hồ hộp quẹt Zippo. Làm muốn chở mẹ luôn cái tủ lạnh giá mà xe có chỗ. Còn giấu cái gì trong cuốn sổ này là sao? Hai bộ hồ sơ nhập học cho mày và tao. Hả? Có thằng nhóc nó có nhiều tiền, yeah. Nó có nhà lầu cao, lắc nó có hột xoàn, Nó có làm màu thì sao mà nhớ nó có được khỉ ngò. Nó khác với mày và tao, người đứng nó có hàng đàn, yeah. Nó sống đàng hoàng, nó nghe nhạc Việt rap nè. Real Việt rap thời miền Nam còn theo ACD. Tiêu diệt swag thời mà flow còn khủng bố. Khi niềm tin được củng cố, một lần VDK ra track, bắt từng thằng vừa đúng chỗ. Thời làm show chưa cúng tổ, real recognize real. Yeah, tiền bạc thì túng thiếu như thừa năng kill và IQ. Giờ trên tay một đống vé xem một bộ phim không ai chiếu. Lời nó nói đâu thiếu người nghe, chỉ là không một ai hiểu. Dòng tâm tình ứ đậu mà trong căn biệt thự trống trên tay đâu còn vàng bạc. Âm nhạc này có như không, nó muốn được tái sinh trên đường phố. Nó muốn hustle, nó muốn được nếm mùi đời trên từng cây số. Nó muốn mình thôi đừng gây. Có nhiều tiền, có nhiều quyền, để phần đời còn lại nó sướng như tiền. Và thời gian không cho phép để kiếm thêm một phiền. Một buổi sáng với đống cảm giác này, đốt điếu thuốc của khác mày. Mong hôm nay mình gặp mày đẹp mà kiếm như tiền. Chiếm đặc quyền ngồi làm nhạc với một đống ưu tiên. Mùi cỏ hoa bay trên phố mới ngó qua lại kiền. Một buổi sáng với đống cảm giác này, đốt điếu thuốc của khác mày.
nhưng nó chưa có tiền, chưa có nhà và chưa có xe. Thưa với bà nó chưa có vé để mà rước con gái bà lì. Người thằng nhóc này hiền, ai có dụ cũng không có nghe, uống rượu cũng không có té. Dù nó lớn lên không có mẹ thì cũng sai ngồi quay nét. Chỉ đi bán thấy càng chán ghét mấy thằng chó ngồi phán xét. Mấy bài nhạc cứ nghe cho vui để cho có mà tài phép. Với thằng bạn trên đời trong địa bàn interview gang. Liệu cái mạng mình yêu hẹn. Như cuộc đời điên loạn từ nơi nuôi tới liên hoan. Bật bài nhạc của DCL cho mọi cuộc chơi viên mạng. Hay nai pháp cho thoải mái feel và chiếu miệng bạn. Hip hop save my life, một khổ ai tiêu tan trong phút chốc. Và DJ đã chơi bài nhạc cuối, về với thực tại đen đủi. Vừa cái lúc mình đang vui, rút vào một xó. Chắc ơn trên không dòm ngó, còn được sống nó chưa từ bỏ. Còn cả đống thứ phải lo, như là kiếm như tiền. Chính đặc quyền ngồi làm nhạc với một đống ưu tiên. Mùi cỏ hoa bay trên phố mới ngon qua lại ghiền. Một buổi sáng với đống cảm giác này, đốt điếu thuốc cũng khác mày. Nó phải có như tiền, có như quyền, để phần đời còn lại là sướng như tiền. Và thời gian không cho phép để kiếm thêm một phiền. Một buổi sáng với đống cảm giác này, đốt điếu thuốc cũng khác mày. Mùi cỏ bạn bên luôn thơm hơn nhiều mùi cỏ đang say. Và nên tin những gì nó thấy hơn điều nó có trên tay. Giờ âm nhạc chỉ là lối thoát đi khỏi lo toan thường ngày. Người lo tìm tờ giấy bạc, người lo tìm tờ vé lên mây. Chưa bao giờ là đủ, cuộc sống chưa bao giờ là. Những điều mình càng ấp ủ thì càng lâu phải mờ à. Bước ra khỏi phòng thu, về tư thế phòng thủ. Tăng hứng thú chứ bất hận thù. Trước giấc ngủ ngàn thu thì mày đã có được gì? Có được gì ngoài tiền bạc và một đống thu chi? Còn để gái bên trong mắt nó chẳng ra là vì. Còn giải quyết cái đồng cảm giác này, đốt điếu thuốc và than ngay. Tranh nhau coi thằng nào hay để đổi có được gì. Có được gì ngoài thời hạn cho thời khắc phân ly. Tay cầm máy đưa lên ngực trái thấy nó đang thầm thì. Làm gì khác với đồng cảm giác này, khác với đồng cảm giác này. Cảm nhận với bất cứ ai từ chủ nhật cho tới thứ hai. Được hay mất, được qua tất cả vất vả nhất. Chủ ngày còn lại là tìm đã được nhịp ta thường chọn để bước cho kịp ra đường. Cả đống cái giờ mình mượn để mà phóng đi tìm. Dừng cảm nhận với bất cứ ai từ chủ nhật cho tới thứ hai. Được hay mất, được qua tất cả vất vả nhất. Chủ ngày còn lại là tìm đã được nhịp ta thường chọn để bước cho kịp ra đường. Cả đống cái giờ mình mượn để mà phóng đi tìm. Ok là mấy giờ rồi? Giờ chắc còn sáng mà lại phải gác lên môi. Nhìn điếu thuốc dần tàn cho đến khi rách cả phổi. Nghe chủ hàng gọi trách cả đội. Ba cái tội là nhách cả tối. Khi nhìn lại giày cũng rách cả đôi. Vì bước ra đường từ năm 13 sẽ nhớ nhà nếu còn nhà để nhớ. Lớn lên cùng người lạ những gốc Biên Hòa. Quá thật thà để mơ. 4 năm đầu đi phụ vàng, 2 năm nay đi cụ vàng. Tương lai không gì để bàn, còn quá khứ không đáng để mang. Theo mình là vài bài nhạc chắc phải chán nhất hành tinh. Dù gì chỉ nghe để giữ mình tĩnh cho khỏi còn quên như hành trình. Non stop cực mạnh cho nhau nghe. Rồi kịp đồ lạnh ở sau xe. Nuôi con heo để con kia vé về thăm tụi bạn cho kịp hè. Năm sau cùng vào đại học. Nếu cuộc đời không lao phải dốc, những thằng đàn ông thì sao phải khóc. Gánh những không tình bao tệ thóc, nhưng bao nỗi lòng còn đau phải không. Đêm rồi ngày làm sao để xong cho kịp được 9 giờ tối. Khi chân đau mỏi bao muộn phiền ở trôi. Đến khi đó nghe được đài ghim tai nghe để lấy xong. Xương đã buông nhưng thấy nóng đông ở trong mảnh tai. Từng dòng thông tin để triển vọng, nhiều lúc đó không là viện vọng. Bấm số 9 và đợi máy, hôm nay thật khác với mọi ngày. Tóc còn cắm cuối ghi và chép lại từng mã số tới mọi tay. Ngọt ngoẹt và dòng từ bạch, gạch đầu dòng thật nhanh lên tờ giấy. Đôi điều cảm nhận được về bản thân, liệu có xứng với đầu dây. Bất kỳ 4 năm đầu đi phụ vàng, 2 năm nay đi cục vàng. Tương lai không gì để bàn, còn quá khứ không đáng để mang. Chỉ đâu còn điều gì khác. Phóng đi tìm vé xe tới lần thứ mấy trong tuần đây. Nhìn quanh thì chỉ còn đúng một chiếc duy nhất trên sân thôi. Viết tờ đơn làm cớ mất, đôi mắt về đêm như mờ dần thôi. Có bực cũng đâu có nợ, dần ai cũng nợ bản thân một chút thời gian. Trước khi vào căn làm và ngay sau đó để bớt một phút thở than. Thôi thì thà lên mạng đổi lấy âu lo, ông đi chút cách tàn. Tiền thằng em sẽ quen đã khỏi cổng, một ngày lao động cũng sống. Dạt một vòng tia Sài Gòn về khuya. Tất cả mặt đường kia, ánh đèn vàng còn liếc. Trên bàn nhậu là bia, ó ra mặt còn chia. Mồi không còn trên dĩa, tôi uống cho xong rồi về. Về tới nhà chỉ chót
cũng đã cần ai chia sẻ. Nhìn hôm nay là thành hôm qua, im lặng chào ngày mới đã sang. Vẽ khách sự hoàng bé thật lớn trên microphone. Tôi với nào một đồng phòng thì im như thông. Thông mà không một dòng cũng giống với điều mình mong. Just some time alone. Về hàng cây con phố, thời gian như tan trong một kính đồng hồ, tay chân ga trong phút chốc ngừng rồi để trôi đi, trôi đi, trôi đi, để mình được trôi đi, trôi đi, trôi đi. Đêm chưa qua và ngày mai chưa tới, trên tivi là dòng tin không mới và mong sẽ trong một diễn biến kịp thời, đời ban cho em một liều thuốc tuyệt vời để quên đi. Hôm nay em mong nhận thấy em đang một mình. Em
chân đi. Nam mô không nhờ là nó có hết tâm tư trong đời là không xa xí. Nam mô bằng mình người quan tâm chi. Nam mô anh nên cờ đã chân đi. Nam mô không nhờ là nó có hết tâm tư trong đời. Cho tôi nợn chắc gần 5 phút. Bước xuống giường tóc thấy hoàn hảo, không cần chăm chút. Pha một ly trà nóng và nhịp beat căng ngang để cho tôi biết sẵn sàng. Yeah. Nếu một ngày tôi dậy sớm, ít nhất là phải trước 7 giờ để cho tụi bạn trên sân khỏi nhăn nhó vì ngồi chơi này giờ. Vào game là 3-peat 0-2 LA Lakers. Bước ra đường trên con xe hiếm để đủ giấy tờ. Wow. Sài Gòn hôm nay 27 độ C. Đi sao check được con mai cực căng không đồ trễ. Đi dọc bụi viện không đứa nhỏ nào quên đường về. Với âm lượng vừa phải là vài bài nhạc bị chê. Ngày đẹp trời vì thằng táo làm nhạc vui, show càng thêm đông vì hater đủ tuổi. Rồi Lil Sun Six Nine vừa mới ra bật cuối, album mình lên kệ ngó cái bóp vậy cuối. Nên tao phải nghiêng nghiêng qua bên phải, cậu kia ngồi bên trái. Cậu bảo cười khoái khoái kéo một bi thiệt dài, còn nhóc An gặp mai nên đã biến thành gạch trong thiến. Nói giờ chứ nói thiệt thì đám nhóc có triển vọng riêng. Yeah, tao biết mình làm được mà. Nếu đứa nhỏ không rõ tiếng Anh thì rap tiếng Việt nghe cũng mượt mà. Viết điều mình hiểu và phải viết thiệt nhiều, một việc rap một tình yêu. Yeah. Không một ai thiệt thòi, tất cả sẽ kịp thời. Đâu cần mình biết hết, chỉ cần hip hop là bắt được nhịp đời. Từ khi chưa ai biết tới, chẳng có nhiều tình tiết mới. Đem một lần tuổi trẻ, tin đam mê và thành công việc rồi. Biết là mình cần thử cho bản thân này thêm vài cuộc sống. Từng chọn hết đúng sai, mà cũng nhiều thằng muốn được giống. Mình còn lời được mấy thằng bạn, còn tụi nó lớn lên. Tới giờ chưa kịp hưởng mà chịu đau đớn bên nhau. Chỉ cần lựa chọn, mình phải hiểu mình sao cứ buồn. Còn sống là chưa tròn, nên phải dặn mình tha thứ buồn. Đâu cần dành thời gian để biết thằng nào cặn kẽ, nhưng phải hiểu được thằng anh em, thằng hát, thằng bè. Cảm thấy mình tự do, không gò bó. Thích là đưa tay, nên chỉ cần mình bật beat, đầu lời gật tiếp. Nghe tất cả bằng tim, tưởng tượng con người thật viết. Ai cảm thấy mình tự do, không gò bó. Thích là đưa tay, nên chỉ cần đợi bật beat, đầu lời gật tiếp. Nghe tất cả bằng tim, tưởng tượng con người thật viết. Mỗi lần mở mắt thêm lần nữa, còn trong xã hội này thì mình còn xứng đáng thêm lần nữa cơ hội để đổi thay đi. Đừng ngừng mong mỏi baby, tự đặt câu hỏi ngay khi tất cả sẽ tốt thêm được một xíu. Và trong mỗi ngày, vì hôm nay là ngày. Dậy khởi động đầu óc một xíu nè. Tính phỏng một bài toán xem một năm mình ngủ bao nhiêu ta. Một cây danh 8 tiếng cuộn trong chăn chỉ để nhắm mắt. Một tháng là 240, 10 ngày ngủ mình nắm chặt. Nhân 12 là một năm ta mất 120 ngày. Thế là được 4 tháng ngủ rồi, mẹ định sẽ cười mây. Về gió, đi đây, về đó, giải quyết tất cả những buồn vui. Mẹ thấy bàn tay này có bắt kịp mộng mơ mình hay bảo. Ngày ấy hay hao 7 ngày đó một tuần không. Đừng có để thói quen bó buộc mày như cái quần. Thất bại sẽ theo đuổi mày đấy rồi bám theo đẩy mày đuối. Trong chính hoài bảo mày sẽ buông thả. Biết ngày hôm qua thành ngày cuối tập thể thao. Giờ tới 3 ký được con ma túy được đẩy lùi. Ngủ ít lại để hướng trọn hết ngày vui. Không mau nhất mong lên tao cho nước phong tên. Ngập thằng nướng khét ở trong mình. Và với tao nghe tuyệt vời nhất là khi con nghe người thân anh em mình tan rằng vất vả. Một khó khăn đến từ đam mê vật chất được sang bằng tất cả. Lao ra đường từ sớm bật con biết đâu gặp tới nái. Mở đêm một người lát một cái phủ gánh nặng rời khỏi vai. Không để guồng quay công việc đuổi chạy tháo luôn cả ủng. Không để mưu mô cuộc đời đâm mình thủng luôn cả áo. Ngày nào không làm nhạc cùng bè bạn hoa kiếp bột lũ điền. Như nhạc sĩ Thanh Tùng ngày đó trái tim này không ngủ yên. Nếu anh nói anh vẫn chưa phê là thật ra anh đang dối mình. Anh đang dối. Nếu anh nói anh đã phê rồi là thật ra anh đang dối em. Anh đang dối. Nếu anh nói anh vẫn chưa phê là thật ra anh phê vãi lộn. Còn nếu anh nói anh đã phê rồi là thật ra anh phê vãi lộn. Thank you.
Tôi không ghép tin nhắn bạn, không phải là tôi đéo tôn trọng bạn, mà là do hoàn cảnh thôi bạn ơi. Việc đại rình đang nắm chìm rap Việt đó mà. Ây da, đến từ Bắc Trường Nam. Mình nằm đấu với mình chủ thì cứ lên tiếng, mình chủ tiếp hết á. Chú bà nghe nói việc đại rình đang đánh bại từng con cóc ghẻ trên rap Việt phải không? We'll be right back.
Sài Gòn phong cách sống là chơi luôn coi sao. Lớn lên cùng việc rap có kiệt tác được coi như ngôi sao. Nhưng có tật xấu phải bỏ vì mấy thằng nhỏ nó còn đang no tao. Chơi cái game này nét nhất đời F3. Anh rap nghe chill mà rec chấp mày thét la. Anh lướt qua em như ru như là Tesla. I'm rapping real slow cho mày chép ra ngắm nghĩ như là phép lạ. Cho tao xin một beat một mai, trên đời đâu ai biết một mai. Nếu bị mất thì liệu có quên mình từng tồn tại. Từ con tim đi lên đôi tai là lời mình rap. Yeah là mình chứ không phải người nào khác. Cuộc đời như đang vào nhạc theo một cách lạ kỳ nhất. Qua rồi thời cứ lạ thì chất. Thời còn đem cái flow đi cơn. Và cái thứ còn lâu mới cần. Rồi sau mới nâng mình đau. Cause I'm tripping on my ego. Nhốt mình trong căn phòng ngày rồi đêm như trong casino. Thời gian vẫn nút mới trôi. Từng là thuốc như là placebo. Đi đâu xa mới mong được về nhà. Mới mong được kê ca. Đầu óc thành táo vẫn đỉnh cao. Chưa cần phê pha. Lớn thêm một chút chỉ để quý từng phút mình sống. Từ con tim tên cũng hỏng. Nhạc vẫn sống phóng vào không trung. Cứ băng qua đường đi.
ba kêu đề nghị qua đây ăn rồi chú ba đéo đi. Ở bên kia nhiều, bên kia full set em. À, bên kia đông quá. À, mày quay phim á nha. Đây người nổi tiếng quá. Đây nổi tiếng hả? Vô. Đây không ai nổi tiếng là chắc em. Đây là người giống người thôi. Đây nè. Rồi bậy bạ nói chị em. Cho đi kêu. Với tập tạ mà. Thôi. Cái này nổi tiếng với tập tạ rồi. Qua dự nguyên bánh mì dài không có xì mì để mở lộ mình em số lượng khách giống vậy là ok nha. Vắng rồi, không muốn đưa nhau về trên con xe đầy sáng. Băng qua những cung đường thường ngày đều rám màu nắng. Khi xa rời phố thị hình bóng mình ám màu trắng. Bắt đầu vào công việc bằng những cái list thật dài. Đâu có gì là khó khi biết mình viết cho ai. Anh viết cho anh viết cho em. Cho những ngày đã qua và những tháng năm còn lại. Cho những thằng homeboy tao bước trên đất Sài Gòn, phong cách sống là chơi luôn coi sao. Lớn lên cùng việc rap, có kiệt tác được coi như ngôi sao. Nhưng có tật xấu phải bỏ vì mấy thằng nhỏ nó còn đang nói tao. Chơi cái game cần nét nhất đời F3 rồi. Anh rap nghe chiêu mặt rap chắc mày thét là anh lướt qua em như Drew như là Tesla. I'm rapping real slow cho mày chép ra ngắm nghĩ như là phép lạ. Cho tôi xin một đêm một mai, trên đời đâu ai biết một mai. Nếu biến mất thì liệu có quên mình từng tồn tại. Từ con tim đi lên đôi tai là lời mình rap. Vậy là mình chứ không phải người nào khác. Cuộc đời như đang vào nhạc thêm một cách lạ kỳ nhất. Qua đôi thời tươi lạ thì chất. Thời còn đem cái flow đi cần ba cái thứ còn lâu mới cần. Rồi sau mới lâu mình đâu. Cause I'm tripping on my ego. Nhốt mình trong căn phòng ngày rồi đêm như trong casino. Thời gian phải nuốt mới trôi. Tưởng là thuốc nhưng là placebo. Thấy được mình trong từng lời nhạc. Từ chú ba hay people. Rồi đi đâu xa mới mong được về nhà. Mới mong được kể cả. Đầu óc tỉnh táo vượt đỉnh cao chưa cần về pha. Lưu thêm một chút chỉ để quý từng phút mình sống. Từ con tim lên cũng học nhạc vẫn nóng phóng vào không trung. Anh chỉ sợ không bán thì không trúng. Trong đôi mắt mình không cùng một bức tranh hay một vị cảnh. Yên lặng thay bằng chiến thắng. Sáng cho mình một miếng bánh mắm mắm rồi lưu thiệt nhanh. Trên đường về cơn mưa thiệt lặng. Trên đường về cơn mưa thiệt. Anh thu ra về mấy điều mông lung. Nói hết thứ còn trong bụng. Thấy nó tan ra dần hòa vào dòng nước trôi. Thấy nó ngay đây rồi ngại ngần chỉ bước thôi. Có lẽ đôi ba điều là có lẽ đôi ba điều này không bao giờ thay đổi. Tiếng nói bên trong đầu thì thầm gì với tôi. Giấc mơ đưa tôi về trở lại thành chính tôi. Có lẽ đôi ba điều là không bao giờ thay đổi. Thấy nó tan ra dần hòa vào dòng nước trôi. Thấy nó ngay đây rồi ngại ngần gì bước thôi. Xúc này bộc phát không chung dấu nữa. Tao muốn làm nên kiệt tác cho chính tao. Tao muốn được khiến cho sân khấu bốc cháy. Còn giai điệu nghi ngút thấy anh em lên hết. Thấy mình như đang sống từng giây phút. Tao muốn trong túi một nùi những tờ giấy màu xanh. Nói với cô ấy một lời đừng buồn anh nha. Tao muốn tao thấy được là bên trong tao có kho báu. Tao muốn cảm xúc này thật thà không cần thiết phải che giấu. Tao muốn cảm xúc này thật thà. Tao muốn xong sớm về nhà ăn cơm. Kitty nấu xong sớm về nhà ăn cơm. Kitty nấu xong sớm về nhà ăn cơm. Kitty nấu xong sớm. Yeah. Tao muốn xong sớm về nhà ăn cơm. Kitty nấu xong sớm về nhà ăn cơm. Kitty nấu xong sớm về nhà. Mấy chị không thêm. Nè, vậy cô bé đó, kêu tao rồi. Rồi,
đông đôi tại lúc mà đây thằng Trấn ở đây rồi, quay đây quay đây rồi tiếp mở cầm bốn dĩa thôi, cầm hết đi rồi cho xưa nay em cứ ngồi đây luôn. Anh Long nói em là anh có người chồng cô. Anh Long quần đảo sao? Đó cam. Hôm qua tôi đi sông hơi dưới mà dạ. Đi đi lô. Ừ. Đã mà. Cái đường nhóc và cái hỏi đi lô phải không? Cái gặp tôi ba tôi cũng đang ngồi ba. Cái này phải anh Thẩm Suy không? Thẩm Suy. Thẩm Suy. Cái tôi mở cái bài Nai Quân Đào Bỉnh ba. Cái này nè anh Cam nè. Cái xíu nữa hỏi tôi. Ủa? Vậy là anh làm live phải không? Ờ là anh làm live mà có live mình lên. Lấy mày lên. Lấy mày lên. Tôi sẽ làm như mình live mà tôi lấy mày lên. Rồi xong liệm khiết đó mà. Liệm khiết tôi bị lờ mày 3 năm á. Vậy thì xem. 3 năm là nghèo hả? Không 3 năm. 3 năm là nghèo. Ủa sao không là làm gì hết? Vậy bán là gì chứ? Coi quá. Cái ba này. Check 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 yeah. Quay trở lại thời gian với lúc ông trời còn bàn trên tay cầm đàn tay làm nhạc vốn thời gian như vô thời hạn. Rồi trước khi biết tôi rap như một phần hip hop, trước khi biết tôi ghost nó on the kick khi nhất đằng sau như biết đặt rim shot yeah. Trước khi biết tôi na hay biết tôi vita, trước khi tin với chính giấc mơ của mình mà không chút nghi ngờ, trước khi biết cách feel the beat cầm cái viết và biên thơ, trước khi lên sàn diễn và tạo nên được cái tên mày ghi nhớ. CAM I consider all method, từng thử qua rất nhiều flow trước khi từng câu được khi mê mê mệt, trước khi biết con kê đơn cho cái đầu nặng nề muốn kê lớn tập giảm áp lực cho cảm giác thật này về hương. Muốn được kill the beat, yeah, trong đầu là quá nhiều điều vì đã có siêu cần viết. Wait. Em đã đã sâu, bang bang, wow. Bang bang, không quên bao. Bang bang, bang bang, wait. Look. Pastor, whoa, yeah. Pass the doobie to the left, nhạc phần luôn tuôn phần kép, không cần khuôn, không cần phép, tiếp thì xuông, buông thì đẹp, đâu mày hẹp, you don't ép, chưa đủ tuổi mà show cho phép, mau mau nếp, qua một bên nơi tao đã qua mày chưa kịp đơn, hít thở, thích nhờ, tắt mày chưa kịp chắc được tao nắm bắt nắm mặt từ trước giờ, gắn được thêm có mắt thì đâu cần nhắc từng nước cờ, gọi tao và đừng có mơ đường dây để đắt tiền cước, hồi trước còn lướt trên face, bước từ bước lên mây, gặp được mấy thằng nhóc đâu kịp thầy sóc sẵn kích thước trên tay tóc kẻ nó như là thể thao, đâu thằng nào cứ để tao. Mặt nơi dây này dưới cánh mũi anh lụ cho thêm cái đế vào. Yeah. Bầu vừa khăn lăng chưa bớt xương thì vương trên mặt là nhăn. Anh gặp là càng chả hết cưng. Tự mày cỡ như nào chứ cỡ như này. Anh gỡ đôi giày anh ngả cái lưng ra ghế cho cái nhịp anh thở là phê. Ngày tháng năm trôi phai phôi thì độ nhớ. Ngày tháng năm trôi phai phôi thì độ nhớ. Tháng năm trôi, phai phôi như đồ nhớ. Ngày tháng năm trôi, phai phôi như đồ nhớ. Ngày tháng năm trôi, phai phôi như lướt đi kịp thời trước khi mặt còn ướt mi đi bộ thứ đi được gần nơi kia lúc người ski bikini ski bunny bunny nhịp nhàng bước đi kịp thời trước khi cuộc đời rước đi xây một trường nào khác yeah hãy ngưng một lát yeah. Don't you get high on your own supply, don't you get by just by getting by, getting by. Life is not always pretty sunshine, when it rains it pours, when it rains it pours. Don't you get high on your own supply, don't you get by just by getting by, getting by. Don't you get high on your own supply, don't you get by just by getting by, getting by. Kinh nghiệm hai năm trôi, phải bồi được đúng lối. Kinh nghiệm hai năm trôi, phải bồi được. Kinh nghiệm hai năm trôi, phải bồi được đúng lối.
tôi bước đi nhịp nhàng trước khi mưa cứ bước đi nhìn lại mình. Cái thôi bạn. Rồi 2, 3 nè. Rồi đây luôn. Okay. Mm-hmm.